Chào các bác, em về một chiếc đồng hồ để bàn mạ vàng của hiệu Seiko, gần như mới luôn, gần như mới nhé các bác nhé. Đây, các bác nhìn các đường nét, bốn con tiện ở trên bốn góc này, tay sách này, đấy, mạ vàng. Đấy, phần này là phần phay vàng, nhưng mà không phải phay trơn nhé các bác nhé, phay trơn thì nó ở mép này thôi. Cái mép này thì người ta phay trơn này, còn phần này thì nó phay xước. Đấy, đẹp. Còn đây là phần chính diện, các bác nhìn thì người ta sẽ làm được cái điểm nhấn là ngoài những cái cột trụ và bên hông này là những cái miếng nhôm, người ta làm những cái chỉ dập nổi song song này. Đấy, thì ở giữa hai bên này thì người ta có nhấn bằng cái này nó là kiểu dạng như thủy tinh, xong rồi nó có màu bọc đô rồi. Phần hai phần trên phần dưới này thì nó có ánh đen đen, phần giữa này thì đỏ hơn. Đó. Còn chính giữa là nguyên cái máy đồng hồ và cái mắt đồng hồ. Và các bác có thể thấy là cái mặt này thì các bác nhìn nó không có cái liên kết gì với cả cái xung quanh cả. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó gắn với cái kính. Đấy, người ta làm như vậy. Nhìn nó kiểu như là lơ lửng trên không. Đấy, bây giờ em sẽ quay đây, đằng trước đây nó làm cái đế này kiểu hai tầng, cũng là nhôm phay, mạ vàng phay xước. Đây, giá của em nó, em này là mã số 26 nhé. Các bác hỏi đồng hồ, các bác hỏi cho em là theo mã số. Ví dụ đây là em số 26, giá là 3,3 triệu, cao 30, rộng 24 cm. Đó là những cái thông số. Đẹp, rất đẹp luôn, gần như mới. Đấy, một em siêu phẩm Seiko tuyệt đẹp. Thông tin thì các bác hỏi đúng mã, gọi đúng số điện thoại là sẽ ra. Đấy, anh em nhớ là hỏi tôi đúng mã nhé, số chỉ cần đọc số thôi. Đó, số 26 em Seiko. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.